chào quý khán giả. Hiện giờ Từ Siêu thấy hình như là chiếc tàu cái ghe Quốc Thịnh này chạy đi làm gì đây, chắc thử máy hay gì đây. Hay là mới đổi chân vịt đây. Chứ này chiếc cái nha. Bề ngang nó 6 mét mấy nha quý vị. Ồ, vậy là ảnh đang sửa lưng đụng phía sau. Ghe hiện tại là về nghỉ khá là nhiều. Chiếc này chạy máy Cummins K38 á. Tôi xin mời quý vị khán giả hãy cùng xem toàn cảnh ở trên cao để chúng ta sẽ có một cái nhìn nó tổng quát hơn. Quý vị nhớ là đăng ký kênh, bấm cái chuông để khi Từ Siêu đăng clip quý vị sẽ nhận được thông báo liền. Hiện giờ Từ Siêu làm đến 3 nền tảng cho nên là Từ Siêu sẽ gắng cố gắng quay thật nhiều cho quý vị xem. Quý vị ơi, bây giờ chúng ta hãy bấm thêm nó nha để xem coi như thế nào nữa. Em nó đang chạy thử mà không biết tốc độ như thế nào, tại vì mình không đứng được trên ghe nha. Ghe thì mình không có quen cho nên là không có thể nào mà lên ghe được đó. Máy thì không biết là máy gì, rồi chân vịt bao nhiêu, hộp số bao nhiêu đó. Thì thường đó là Kiên Giang của mình hiện tại là nó 14 tua hoặc 16 tua đó. Kéo rồi, kéo như lắm mà. Thường là SR thời đại này, giờ là SR là nhiều, Mitsubishi đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem em nó quay đầu lại nha. Dáng này dáng đẹp quý vị ơi. Mẫu này cũng đời mới. Nhưng mà thì tùy theo mỗi thầu đều có cái thiết kế khác nhau hết trơn á. Có người thì làm kiều, có người thì làm nó vừa phải. Chiếc này thì cũng kiều vừa phải nha. Khi nào lấy đá khẩm á thì nó sẽ khác nữa. Kiên Giang 95609TS. Ghe Quốc Thịnh 9 nút ha, biển số 9 nút. Cẩu cao nha, cẩu này cao, im. Lấy cẩu, lấy cào vừa nha. Nhanh. Ghe xài xa đơn. Bây giờ cái sàn khô đó, thường là chủ họ xài ống cảng luôn à. Đỡ tiết kiệm tiền cây. Cây bây giờ mắc lắm quý vị ơi. Nói chung là xài ống cảm rất keo cũng được đó. Thì nếu mà nó có hư á thì mình cũng đem bán phế liệu được ha. Còn mà cây này nè, nói chung là cũng được đó. Nhưng mà cái nó mắc tiền quá. Cái sàn khô thì bộn tiền lắm quý vị. Công thợ mộc, công thợ keo, bù lon con tán, nước sơn đó. Có nhiều người kỹ á thì lắp keo trên đó luôn đó. Cái cabin thì 2,5 tầng. Có người thì giờ làm 3 tầng. Rồi trên tầng thứ 3 đó có làm cái lan can luôn. Đó, nhìn nó cũng ngầu đẹp lắm. Chiếc này đóng mở nha. Mở từ trước ra sau. Theo mình đoán á, chiếc này là nó chứa, sức chứa của nó là nhiều à. Trên 140 tấn á. Chứa trên 140 tấn đó, sức chứa của nó. Nếu mà quý vị có làm ghe á, thì có ý kiến gì đó hãy bình luận vô nha. Từ Siêu thì am hiểu sao thì mình nói vậy đó. Hiện giờ là đang chạy về. Xong này là xong cái lớn nha quý vị. Xong cái lớn. Bây giờ chạy về xong cái bé. Vào Tết á, thì con sông này chạy, phải nói là ghe đó, chạy chập chiều. Tấp nập. Tết là bữa mùng 6 nè với mùng 9 nè, hai ngày đó là đông nhất đó, hai ngày đông lắm. Quay nhiều góc độ coi đã ha, thích lắm quý vị ơi. Nó chơi cái mạng ngư dân này nè,
mảng ngư nghiệp này nè, nó nhiều phạm trù lớn. Chiếc này mình thấy hai cái ống bô, hai cái ống bô gió đó lòi ra ngoài, thì mình nghĩ là chắc K38 quá. Phường nó có chủ đó, họ xài một bộ lửa thôi đó. Nhưng mà Kiên Giang thì bây giờ chuộng Mitsubishi S6R nhiều lắm. Tại vì như quý vị thấy đó, là một cặp ghe đó, nếu mà một năm đó nó chạy một cặp Mitsubishi S6R đi, nó tiết kiệm cho chủ là vài trăm triệu, thì hai cặp, rồi ba cặp, rồi năm cặp, 10 cặp, nó sẽ tiết kiệm được bao nhiêu dầu, đúng không? Đó. Nhưng mà cái phụ tùng nó mắc nha quý vị, phụ tùng nó mắc hơn Cummins đó. Về phần dầu thì nó tiết kiệm hơn. Đồ Mitsu thì nó mỏng, mỏng hơn Cummins nhiều lắm. Thì có những người ta ăn chắc mặt bền, rồi người ta dầu mỡ người ta không sợ, thì người ta cứ xài Cummins thôi. Cummins G4 nè, rồi Cummins K38 đó. Như Vũng Tàu đó là cũng còn K38 nhiều lắm. Nhưng mà Kiên Giang thì học hỏi những anh ở Bình Đại, Bến Tre đó, mấy ảnh toàn bộ là S6R hết, Mitsubishi S6R đó. Cho nên là mỗi năm mỗi đoàn ghe đều tiết kiệm dầu là tới mấy tỷ đó, tùy theo ghe ít hay ghe nhiều nha đó. Nếu mà ghe từ 10 cặp đổ lên là tiết kiệm tới vài tỷ tiền dầu luôn quý vị. Nó thật là số khủng lắm. Rồi vài tỷ đó mua được máy để sẵn ở nhà, nếu mà có chuyện thì người ta đem máy đó xuống là lắp liền đó, chứ không phải mà chờ đợi cái thợ rồi sửa sang này nọ. Còn cái phần máy mà hư đó họ sẽ tính sau đó, ghe chạy xong thì họ sẽ tính sau phụ tùng thay thế như thế nào đó. Lúc trước đó là mình có quay hũ đường thợ máy là đã sửa đem cái máy mới Mitsubishi S6R xuống đó, rồi sau đó là mới chế cháo nào các kiểu. Còn cái máy cũ á, thì đem lên nó bị gãy cốt mà đó, mà cái máy đó thì cũng bán được rồi nha quý vị đó. Cảnh này đẹp ha. Quay lại chủ đề chính nha, từ siêu thì có sao nói vậy, chứ mình không có hoa văn hoa vẽ gì nhiều. Ai cũng có một cái nét riêng, cái cách làm việc riêng. Thì mình ở đây có sao mình nói vậy thôi, theo cảm tính của mình. Nó ai nghĩ nghĩ, ai nói mình kiểu này kiểu kia này nó cái kiểu, mình không quan trọng nữa. Quan trọng là mình thích là được, mình vui là được. Rồi mình làm clip để cho quý vị khán giả xem. Thì tiền ở đây thì cũng có, nhưng mà một cái là đủ để đi du lịch, đủ để đi chơi, rồi đủ để mua sữa cho con uống, lo con ăn học vậy thôi. Chứ mình không có giàu có gì cái nghề này đâu. Tại vì cái nghề này thì nó hiện tại là nó kén người xem lắm quý vị. Chủ yếu là người yêu thích về biển, rồi trong nghề ghe biển nó mới xem. Bây giờ quay lại chủ đề nữa nha. Những cảnh này thì hiếm lắm mới gặp quý vị. Tại vì ghe chạy thì mình không biết đường, không biết ngày nào cũng chạy nữa. Thì mình thấy được thì mình sẽ gắng cố gắng dùng mọi biện pháp để quay. Còn về ngành giả cào này á, thật sự mà nói là càng ngày thì nó càng ít ghe lại nha quý vị. Ít ghe lại, nó nhiều yếu tố lắm, tùm lum chuyện hết trơn á. Nói chung là ai mà khoảng 5-10 năm nữa, khoảng 10 năm nữa ai còn giữ được ghe giả cào, lúc đó là giá trị đánh bắt thủy sản này nó các kiểu nó rất là cao nha. Thủy sản thì thật sự mà nói theo mình được biết thì càng ngày thì nó càng trở lại, có nhiều trở lại. Tại vì sao quý vị biết không? Tại vì là một số là không có chạy biển nè, một số là đổi nghề nè, rồi một số là gã xác để bán phế liệu đó, nhờ phước tỉnh gì đó. Còn ở đây là ai giữ được những chiếc giả cào này nè, sau này là giá trị rất là cao nha quý vị. Tại vì nhà nước không cho đóng mới nữa đó, rồi càng ngày thì nó đổi nghề mà,
nhiều khi giả cào chuyển qua thu mua, chuyển qua mấy cái nghề khác nữa. Cho nên là cái nghề giả cào này nè, sau này giá trị rất là cao đó, theo Từ Siêu nghĩ là vậy đó. Còn không biết quý vị nghĩ thế nào đó. Bây giờ đang chạy hướng đường nối giữa sông Cái Bé và sông Cái Lớn. Tết thì ghe đậu hai bên cũng đông lắm đó quý vị. Lúc trước á, thì khoảng 10 năm về trước á, phải nói là ghe Kiên Giang rất là đông về tắc đậu này. Rồi sau này á, rồi đánh bắt hơi xa, những ông chủ họ cho đi xuống Sâm Đốc, rồi xuống Lạch Đốc đậu đó, rồi Vũng Tàu, rồi bây giờ đó là ít lại đó, ra Nam Định nữa, đúng rồi, ra ngoài Nam Định nữa đó. Rồi nói chung là đi nhiều tỉnh lắm. Theo mình được biết là thật sự Kiên Giang bây giờ đi phải nói là muôn nơi, ra ngoài Nam Định là cũng nhiều lắm đó quý vị. Nếu mà Từ Siêu có dịp á, sẽ gắng cố gắng để mà ra ngoài Nam Định quay. Mình cũng chưa biết Nam Định như thế nào nữa, thì mình chỉ nhìn qua hình ảnh thôi, nhưng mà mình biết là Kiên Giang ra ngoài đó cũng rất là nhiều, cũng vài trăm chiếc đó, trên trăm chiếc đó Kiên Giang mình đó. Góc độ là đẹp ha, trên nhìn xuống. Thì trong nghệ thuật đó, nó không có giới hạn đâu. Tại vì mỗi người chúng ta đều có cái nhìn nhận về nét đẹp khác nhau. Người thích cái này, người thích cái kia. Rồi người thích ghe của miền Nam, người thích ghe của miền Trung, người thích ghe miền Bắc. Đó, cũng như cuộc sống này vậy, muôn màu muôn vẻ nha. Ở đây mình nói là để cho mọi người hiểu thêm thôi. Từ Siêu thì cảm nhận như vậy đó, còn không biết quý vị như thế nào. Còn những cái bình luận mà tiêu cực ở trên kênh TikTok của Từ Siêu, hoặc là trên kênh YouTube này, hoặc là Facebook, thì cái chuyện đó nó cũng đơn giản nè. Bây giờ mình nghĩ nó đơn giản nè. Hồi xưa mình còn hơi bị stress chút xíu, nhưng mà bây giờ mình nghĩ nó đơn giản. Càng bình luận càng coi nhiều thì Từ Siêu càng được nổi tiếng, càng có đề xuất hơn đó. Rồi sau này mình nghĩ như vậy đó. Rồi Từ Siêu sau đây cũng cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn những người fan cứng đã đồng hành với Từ Siêu thời gian rất là dài. Thời gian sau này Từ Siêu sẽ quay rất là nhiều thể loại cho quý vị xem, để quý vị có được nhiều thứ nó giải trí hơn. Cái bến nó nằm ở đó đó quý vị. Rồi bây giờ mình về nha, về đi. Xem một cảnh ở trên cao, nhìn xuống đường nối giữa sông Cái Bé và sông Cái Lớn. Thật sự mà nói là mình dành hết tất cả thời gian của mình để làm công việc quay phim đó, quay những cảnh ở trên cao rồi những cảnh dưới mặt đất kết hợp với nhau. Thật sự mà nói là một mình làm thôi, chứ không có ai vào làm hết trong cái kênh này. Một mình Từ Siêu làm hết đó quý vị. Cho nên là rất là đuối. Nhiều khi mình nghĩ là ủa tại sao mình làm được như vậy, thì chắc có lẽ là do đam mê đó quý vị. Một phần là do sự bình luận khen đó, những câu bình luận khen để góp thêm động lực cho Từ Siêu. Đây, đường nối giữa sông Cái Bé và sông Cái Lớn. Rồi, mình qua đến đây thôi nha. Bye bye, hẹn gặp lại nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh nha.